Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thúy Nga xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, lòng trung thành của một chú chó Ấn Độ thể hiện ra trong thiên tai khiến nhiều người cảm động. Thật không may, mùa chay năm nay đến với chúng ta trong bối cảnh đại dịch coronavirus vẫn còn tung hoành ngang dọc. Nhiều sáng kiến cần được đưa ra để đối phó với tình hình này. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và anh chị em sáng kiến ngày thứ tư lễ cho của Tổng giáo phận Cebu, Phi Luật Tân. Sau đó, chúng tôi sẽ nhắc lại ý kiến của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và anh chị em bài huấn đức trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 2 của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi cùng những tin khác. Lòng trung thành của một chú chó Ấn Độ thể hiện ra trong thiên tai khiến nhiều người cảm động. Kính thưa quý vị và anh chị em, sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2021, một phần băng sơn trên dãy núi Gawao, Hy Mã Lạp Sơn bị sụp, tạo nên một dòng nước và bùng vĩ đại, phá vỡ hai con đê khổng lồ đang được xây cất trong dự án thủy điện và tràn ngập toàn thung lũng Dali Ganga ở bang Uttarakhand. Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết có 35 người còn bị kẹt trong đường hầm của công trình kiến thiết và toán cấp cứu tiếp tục tìm kiếm. Hội đồng Giám mục Ấn Độ chia buồn với gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng vì thiên tai này. Tính cho đến ngày Chủ nhật 14 tháng 2, 41 người đã được ghi nhận là thiệt mạng, trong khi vẫn còn hơn 160 được ghi nhận là mất tích. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã ra thông báo bày tỏ đau buồn vì thảm họa này, chia buồn với các gia đình nạn nhân, cũng như ca ngợi những nỗ lực cấp cứu của chính phủ và các cơ quan nhà nước. Đức Hồng Y Gracias cũng cho biết, cơ quan bác ái Caritas của Công giáo đang tích cực góp phần cứu trợ các nạn nhân. Trong một điện văn chia buồn, được Đức Hồng Y Pietro Parolin ký thay mặt Ngài, Đức Thánh Cha viết, tôi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân thiên tai tại miền Bắc Ấn Độ, nơi một tảng băng bị lở, tạo nên lụt lội dữ dội và đảo lộn công trình xây hai trung tâm điện lực. Tôi cầu nguyện cho các công nhân bị thiệt mạng và gia đình họ, cũng như tất cả những người bị thương và bị tổn hại. Trong vụ không may này, thông tấn xã AFP ghi nhận một câu chuyện cảm động liên quan đến một chú chó màu đen tại làng Tapovan trong thung lũng Dali Ganga. Chú chó này may mắn sống sót và từ chối không chịu đi khỏi nơi người ta thấy nó. Biết bao nhiêu lần các binh lính và những người trong đội tìm kiếm xua nó đi chỗ khác, nó lại tìm cách quay về chỗ cũ để tìm chủ. Một sĩ quan quân đội tin rằng chủ của chú chó này là một người thợ trong số 35 người thợ mỏ vẫn còn bị kẹt trong đường hầm. Con chó như đang tìm cách kêu gọi các binh sĩ Ấn Độ cứu người chủ của nó còn bị kẹt trong đó. Matters India, một tờ báo công giáo ghi nhận rằng lòng trung thành của chú chó này là bài học luân lý cho nhiều người. Theo thống kê vào năm 2017, Ấn Độ có khoảng 1,2 tỷ dân. Cảnh của khó người khôn gây ra một sự suy đồi đạo lý trầm trọng, thể hiện qua các con số tội ác kinh hoàng. Trung bình, mỗi ngày tại Ấn Độ có đến 87 vụ hiếp dâm phụ nữ. Lòng trung thành thường không được đánh giá cao. Tờ báo kết luận rằng, lòng trung thành của chú chó này là tấm gương cho nhiều người. Sáng kiến thứ tư lễ cho của Tổng giáo phận Cebu, Phi Luật Tân để các thành viên gia đình rắc trò cho nhau. Một tổng giáo phận ở Phi Luật Tân sẽ cho phép các thành viên trong gia đình rắc trò cho nhau tại nhà để đánh dấu sự khởi đầu của mùa chay vào ngày 17 tháng 2. Yuka News đưa tin, Tổng giáo phận Cebu ở miền trung Phi Luật Tân đã phát hành một hướng dẫn cầu nguyện vào ngày 10 tháng 2 về việc cử hành thứ tư lễ cho tại nhà cho những người không thể đến nhà thờ do các hạn chế của COVID-19. Trẻ em và người già không được phép tham dự các cuộc tụ họp đông người như ở nhà thờ. Tổng giáo phận cho biết những người không thể đến nhà thờ vào ngày này có thể tham gia việc cử hành thánh lễ thứ tư lễ cho trên truyền hình trực tiếp hoặc phát lại. Người chủ gia đình sẽ hướng dẫn cả gia đình cầu nguyện theo hướng dẫn chung.
Sau khi cầu nguyện, gia trưởng nên rắc tro lên đầu của mỗi người trong nhà để tránh tiếp xúc với họ. Các gia đình sẽ kết thúc buổi lễ bằng một lời cầu nguyện và dấu thánh giá. Yuka News cho biết giáo phận đã đăng các liên kết đến các hướng dẫn cầu nguyện trên mạng xã hội. Tổng giáo phận Sibu cũng nhắc nhở người Công giáo rằng thứ tư lễ tro là ngày ăn chay và kiêng thịt giống như tất cả các ngày thứ sáu trong mùa chay. Đức Tổng giám mục Sibu Jose Palma cho biết mùa chay là thời gian để người Công giáo đào sâu mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã kêu gọi chúng ta trở thành môn đệ của Ngài để mọi người có thể biết rằng chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta, Palma nói trong một bài giảng gần đây. Những người Công giáo địa phương cho biết Tổng giáo phận đang đưa ra một giải pháp thiết thực để giải quyết những hạn chế do đại dịch gây ra. Đây là một cách mới để đánh dấu sự khởi đầu của mùa chay. Mọi người thường đổ xô đến các nhà thờ, nhưng đại dịch đã khiến thứ tư lễ tro năm nay trở nên khác biệt. Vì vậy, đây là một cách tốt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Francis Chespon ở Cebu nói. Hội đồng giám mục Philippines đã cho phép một sa lịch khác so với tiêu chuẩn thứ tư lễ tro cho những ai muốn đi nhà thờ. Các giám mục cho biết mọi người sẽ được phép sử dụng bất kỳ cây khô hoặc lá cây nào thay cho lá cọ già để làm tro. Thông thường, tro được lấy từ lá cọ cũ được sử dụng trong ngày Chủ nhật lễ lá vào năm trước, nhưng năm nay lại thiếu hụt do các hạn chế COVID-19 được áp dụng vào năm ngoái. Chỉ thị của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về việc cử hành thứ tư lễ tro trong năm nay. Kính thưa quý vị và anh chị em, nhưng đây chúng tôi xin được nhắc lại chỉ thị của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích về ngày thứ tư lễ tro năm nay. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, công văn số 17/21. Chỉ dẫn cho ngày thứ tư lễ tro, việc sức tro trong thời gian xảy ra đại dịch. Vị Linh Mục đọc lời nguyện làm phép tro. Ngài rảy nước thánh lên tro, không nói gì cả. Sau đó, Ngài nói với tất cả những người hiện diện chỉ một lần duy nhất, công thức như được ghi trong sách lễ Roma. Áp dụng công thức ấy cho tất cả mọi người nói chung. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Hoặc ta là thân cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Sau đó, vị linh mục rửa tay, đeo khăn che mặt và sức tro cho những ai đến với mình. Hoặc nếu thích hợp, Ngài sẽ đến với những người đang đứng tại chỗ. Vị linh mục lấy tro và rắc lên đầu mỗi người mà không nói gì cả. Từ Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ngày 12 tháng Giêng năm 2021, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng, Đức Tổng giám mục Adel Deutsch, Tổng thư ký. Huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 2. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm Chủ nhật 14 tháng 2, giáo hội trên toàn thế giới cử hành Chủ nhật thứ 6 mùa thường niên. Bài tin mừng thuật lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giê-xu chữa cho một người bệnh phong. Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giê-xu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giê-xu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh ta đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Mô-xê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh." Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao giọng và loan truyền tin đó, nên Chúa Giê-xu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
È bella la piazza con il sole, eh? È bella. Il Vangelo di oggi ci presenta l'incontro fra Gesù e un uomo malato di lebbra. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Quảng trường tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời, thật là đẹp. Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người đàn ông bị bệnh phong. Những người vùi bị coi là không trong sạch và theo quy định của luật pháp, họ phải ở bên ngoài các trung tâm dân cư. Họ bị loại khỏi mọi mối quan hệ con người, xã hội và tôn giáo. Chẳng hạn họ không thể vào các hội đường, không thể vào các đền thờ. Đây là những hạn chế tôn giáo. Nhưng ngược lại, Chúa Giêsu cho phép người đàn ông này đến gần Ngài. Ngài thương cảm đến mức đưa tay ra và chạm vào anh ta. Điều này là không thể tưởng tượng được vào thời điểm đó. Đây là cách Chúa Giêsu hiện thực hóa tin mừng mà Ngài loan báo. Đó là Thiên Chúa đến gần cuộc đời chúng ta. Ngài động lòng trắc ẩn vì số phận của nhân loại bị tổn thương và đến để phá bỏ mọi hàng rào cản ngăn chúng ta trong mối quan hệ với Ngài và với những người khác và với chính chúng ta. Ngài đã đến gần, đó là sự gần gũi. Bên cạnh đó còn có lòng thương cảm. Phúc âm kể rằng Chúa Giêsu khi nhìn thấy người bị bệnh phong đã động lòng thương xót và mủi lòng. Có ba từ chỉ ra phong cách của Thiên Chúa, đó là gần gũi, thương cảm và dịu dàng. Trong biến cố này, chúng ta có thể thấy hai sự phạm giới gặp gỡ nhau. Sự phạm giới của người bị phong cùi đến gần Chúa Giêsu, vì lẽ ra anh ta không được làm như vậy, và sự phạm giới của Chúa Giêsu đấng động lòng trắc ẩn đã mủi lòng chữa lành cho anh ta. Ngài không nên làm điều đó. Cả hai người đã vượt các rào cản. Sự phạm giới đầu tiên là của người bị phong cùi. Bất chấp các quy định của luật pháp, anh ta thoát ra khỏi sự cô lập của mình và đến với Chúa Giêsu. Căn bệnh của anh được coi là một hình phạt thiêng liêng. Nhưng nơi Chúa Giêsu, Ngài có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của Thiên Chúa. Đó không phải là Thiên Chúa trừng phạt, nhưng là Cha của lòng nhân ái và tình yêu, đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và không bao giờ loại trừ chúng ta khỏi lòng thương xót của người. Như thế, người đàn ông đó có thể thoát khỏi sự cô lập của mình, bởi vì trong Chúa Giêsu anh ta tìm thấy Thiên Chúa, đấng chia sẻ nỗi đau của mình. Hành vi của Chúa Giêsu thu hút anh ta, đẩy anh ta ra khỏi chính mình và giao phó cho Ngài câu chuyện đau đớn của anh ta. Và cho phép tôi đưa ra một suy nghĩ ở đây dành cho nhiều cha giải tội tốt lành, những vị có hành vi thu hút mọi người, những vị cảm thấy rằng các ngài không là gì cả, những vị cảm thấy mình thấp lè tè trên mặt đất vì tội lỗi của mình, những người với sự dịu dàng, với lòng trắc ẩn. Cha giải tội tốt là người không cầm roi trên tay, nhưng biết tiếp đón, lắng nghe và nói rằng Chúa tốt lành và Chúa luôn tha thứ, rằng Chúa không mệt mỏi tha thứ. Tôi yêu cầu tất cả các bạn ở đây hôm nay tại quảng trường này, hãy dành một tràng pháo tay cho những cha giải tội nhân từ này. Sự phạm giới thứ hai là của Chúa Giêsu. Dù luật cấm đụng đến người phong cùi, nhưng người vẫn động lòng đưa tay ra mà lờ vào người ấy để chữa lành. Có người sẽ nói, Ngài đã phạm tội, Ngài đã làm điều mà luật pháp nghiêm cấm, Ngài là một kẻ vi phạm. Đúng là Ngài đã phạm giới. Ngài không giới hạn bản thân mình trong lời nói mà thôi, nhưng đã chạm vào anh ta. Tiếp xúc với tình yêu có nghĩa là thiết lập một mối quan hệ, tham gia vào sự hiệp thông, tham gia vào cuộc sống của một người khác, đến độ chia sẻ các vết thương của họ. Với cử chỉ đó, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng không thờ ơ, không giữ mình,
ở một khoảng cách an toàn. Thay vào đó, vì lòng trắc ẩn, Ngài đến gần và chạm vào cuộc sống của chúng ta để chữa lành đời ta bằng sự dịu dàng. Đó là phong cách của Chúa, gần gũi, thương cảm và dịu dàng. Ngài là người phạm giới vĩ đại theo nghĩa này. Thưa anh chị em, ngay cả trong thế giới ngày nay, nhiều anh chị em của chúng ta vẫn mắc phải căn bệnh này, bệnh Hansen, hoặc các bệnh tật và những tình trạng khác khiến xã hội kỳ thị họ. Người này là một kẻ tội lỗi. Hãy suy nghĩ một chút, cái người phụ nữ đó bước vào bàn tiệc và đổ nước hoa lên chân Chúa Giêsu. Những người khác thầm thì, nếu Ngài là một tiên tri, hẳn Ngài phải biết người phụ nữ này là ai, một kẻ tội lỗi đáng khinh bỉ. Thay vào đó, Chúa Giêsu hoan nghênh, đúng hơn, cảm ơn cô ấy. Tội lỗi của con đã được tha thứ. Đó là sự dịu dàng của Chúa Giêsu. Định kiến xã hội cô lập những người này qua những từ như người này không trong sạch, người kia là kẻ tội lỗi, người này là kẻ gian, người đó vân vân và vân vân. Vâng, đôi khi điều đó là đúng, nhưng chúng ta không được đánh giá thông qua định kiến. Mỗi người trong chúng ta đều có thể trải qua những vết thương lòng, thất bại, đau khổ, ích kỷ, khiến chúng ta khép mình lại với Chúa và những người khác, vì tội lỗi khép chúng ta vào chính mình, vì xấu hổ, vì sỉ nhục. Nhưng Chúa muốn mở rộng lòng chúng ta. Trước tất cả những điều này, Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một ý tưởng hay một học thuyết trừu tượng, mà Thiên Chúa là đấng tự làm nhiễm bệnh Ngài với những vết thương của con người chúng ta và không ngại tiếp xúc với vết thương của chúng ta. Có người sẽ nói, nhưng thưa cha đang nói gì vậy? Thiên Chúa làm ô nhiễm chính mình à? Thưa, không phải tôi nói điều này. Thánh Phaolô đã nói điều đó. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Hãy nhìn cách Thiên Chúa làm ô nhiễm chính mình để đến gần chúng ta, để có lòng trắc ẩn và khiến chúng ta hiểu được sự dịu dàng của Ngài, gần gũi, thương cảm và dịu dàng. Để tôn trọng các quy tắc liên quan đến danh tiếng và truyền thống xã hội, chúng ta thường bịt miệng nỗi đau hoặc đeo mặt nạ để ngụy trang nó, vì những tính toán thiệt hơn xuất phát từ tính ích kỷ của chúng ta và quy luật nội tại của nỗi sợ hãi. Chúng ta không muốn dính líu đến đau khổ của người khác. Nhưng thay vì làm như thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta sống hai sự phạm giới này, hai sự phạm giới trong bài tin mừng hôm nay. Sự phạm giới của người cùi, để chúng ta có thể can đảm thoát ra khỏi sự cô lập của mình, và thay vì ở lại và cảm thấy có lỗi với bản thân hoặc khóc lóc phàn nàn vì thất bại của chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu như chúng ta là. Chúa ơi, con ra nông nỗi này. Chúng ta hãy cảm thấy cái ôm ấy, cái ôm của Chúa Giêsu thật đẹp, và rồi sự phạm giới của Chúa Giêsu, một tình yêu vượt ra ngoài những quy ước, vượt qua những định kiến và nỗi sợ hãi khi can dự vào cuộc sống của người khác. Chúng ta hãy học cách vượt qua những rào cản như hai người này, như người Phong và như Chúa Giêsu. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình này, khi giờ đây chúng ta cầu khẩn với mẹ trong kinh truyền tin. Angelus Domini nunc abit Mariae. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a an tua, questo motomine, mentibus nostri si infunde, piange l'annunziante Cristi fili tua incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucet teis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: Anh chị em thân mến, tôi luôn biết ơn sự tận tụy của những người cộng tác vì người di cư. Tôi cảm ơn tất cả các bạn vì những gì các bạn đã làm cho những người di cư. Đặc biệt hôm nay tôi cùng với các giám mục Colombia bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà chức trách Colombia đã thực hiện quy chế bảo vệ tạm thời đối với những người di cư Venezuela hiện diện tại quốc gia đó, thúc đẩy việc chào đón, bảo vệ và hội nhập. Không phải một quốc gia siêu giàu có, phát triển đang làm điều này. Không, điều này đang được thực hiện bởi một quốc gia có nhiều vấn đề về phát triển, đói nghèo và hòa bình. Gần 70 năm chiến tranh du kích, nhưng với vấn đề này, họ đã có đủ can đảm để nhìn những người di cư đó và lập ra quy chế này. Cảm ơn các bạn Colombia, cảm ơn các bạn. Hôm nay là lễ các thánh Cirilo và Methodio, những nhà truyền bá phúc âm cho các dân tộc Sla, được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tuyên bố là các vị đồng bảo trợ của Âu Châu. Tôi triều mến chào tất cả các cộng đoàn đang sống trong các lãnh thổ được các thánh truyền bá phúc âm. Xin lời cầu bầu của các ngài giúp chúng ta tìm ra những cách mới để truyền đạt tin mừng. Hai vị thánh này không quản ngại tìm những cách thế mới để truyền bá phúc âm, và nhờ sự truyền cầu của các ngài, chúng ta hãy cầu xin cho các giáo hội Kitô phát triển trong ước muốn tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn, trong khi tôn trọng những khác biệt. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tôi không thể không gửi một suy nghĩ và lời chào đến các cặp đính hôn và những người đang yêu. Tôi đồng hành với anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi, và tôi chúc phúc cho tất cả anh chị em. Và bây giờ, lời chào của tôi gửi đến các bạn, những tín hữu của Roma và những người hành hương. Tôi cũng thấy người Pháp và người Mỹ Đại Cơ, người Tây Ban Nha, người Ba Lan. Chào mừng tất cả anh chị em, chúc mừng tất cả anh chị em. Chúng ta bắt đầu mùa chay vào thứ tư tới đây. Đó sẽ là thời điểm thuận lợi để mang lại một ý nghĩa của niềm tin và hy vọng cho cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang sống. Và như đã nói trước đây, anh chị em đừng quên ba từ giúp chúng ta hiểu phong cách của Chúa. Đừng quên ba từ này: gần gũi, thương cảm và dịu dàng. Cùng nhau chúng ta hay nói to lên: gần gũi, thương cảm và dịu dàng. Chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật nhiều may lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em một bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt. Cảm ơn anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.